Thưa quý vị, Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay do tỉnh Bến Tre tổ chức vừa qua đã ghi nhận được nhiều ý kiến tham luận khẳng định tầm vóc của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu qua mọi thời đại. Hội thảo được tỉnh Bến Tre tổ chức là một trong những hoạt động quan trọng của tỉnh thay mặt Việt Nam cam kết với UNESCO về việc vinh danh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu là danh nhân văn hóa cùng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Và sau đây là ghi nhận về mạch nguồn của dòng chảy truyền thống từ di sản của danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu. Hội thảo đã tập trung vào các nội dung như Nguyễn Đình Chiểu trong lịch sử Việt Nam, khu vực và quốc tế nửa sau thế kỷ 19, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu với vận mệnh quốc gia, số phận con người trong chiến tranh qua nghệ thuật văn chương, tư tưởng nhân văn của Nguyễn Đình Chiểu, tư duy tiến bộ về giải phóng con người trong những tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, nhân cách văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, những giá trị văn hóa trường tồn, tinh thần hiếu học của Nguyễn Đình Chiểu trong xã hội thế kỷ 19 và dòng chảy lịch sử. Kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu mà UNESCO đã quyết định thì đây là một cái danh dự, niềm tự hào cho Bến Tre chúng ta, và nó có một cái ý nghĩa rất là tích cực trong cái việc là giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước và tất cả những di sản văn hóa mà cụ Đồ đã để lại cho nhân dân Bến Tre chúng ta. Đặc biệt, giá trị văn hóa, sức sống, tầm ảnh hưởng các sản phẩm của Nguyễn Đình Chiểu với đương thời và hôm nay. Bảo vệ và phát huy giá trị tư tưởng nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, di sản Nguyễn Đình Chiểu và phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam. Du lịch danh nhân ở Việt Nam nói chung, Bến Tre nói riêng đều là những vấn đề được các nhà nghiên cứu khoa học và các tác giả quan tâm tập trung làm rõ. Ở tại Ấn Độ hiện nay là có một cái cộng đồng người Việt Nam sống tại Ấn Độ và những cái gia đình người Ấn gốc Việt sống tại Ấn Độ, nhưng mà nhỏ thôi, và họ cũng được cái sự quan tâm, đặc biệt cái năm gần đây là có cái sự quan tâm của đại sứ Phạm Sinh Châu, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, chú Châu đã đến ăn Tết chung với đồng bào, cái sự quan tâm. Thì bây giờ nói về cái ảnh hưởng của Nguyễn Đình Chiểu cũng như hình tượng Lục Văn Tiên, như trong bài viết của mình, đây chỉ là một cái bước nghiên cứu khởi đầu thôi. Vì thứ nhất là họ là cái nhóm nhỏ, cái thứ hai là họ mang theo cái hình ảnh đó, cái lối sống đó về nước, thì họ giữ mà đang bị mai một. Và ở đây mình muốn giống lên cái hồi chuông là cái gì cần phải giữ gìn cái chuyện đó. Nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ biểu hiện như thế nào? Đó là gì? Họ sống theo cái lối sống Nam Bộ. Đó là họ rất là hiếu học. Họ rất hiếu học và đoàn kết trong cộng đồng. Đó, rồi họ vươn lên trong nghịch cảnh. Đây là những cái mà những cái phẩm chất của Lục Văn Tiên, của cụ Đồ Chiểu được thể hiện trong đó. Và đặc biệt là gì? Là khi bạn đến tại thành phố Pondicherry ở bên phía Nam Ấn Độ, là nơi có rất đông người Việt Nam sinh sống, thì bạn sẽ thấy rằng những cái ngôi nhà ở đây là của người Việt là rất khác với người Ấn Độ. Họ xây nhà theo cái kiểu của người Nam Bộ mình. Có những cái hàng cây, những cái ngôi nhà, cái mái lá, lũy tre, ở những cái nhà ý như của người Việt Nam mình vậy. Đặc biệt tôi và giáo sư còn nghe được những cái giọng, cái lời hát ru của những người bà mà bằng cái giọng miền Nam mình nha. Hát ru Lục Dân Tiên. Tôi ví dụ như là Dân Tiên cổng mẹ chạy ra, cổng gặp phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. Mình nghe cái mình giật mình luôn. Thì bà người bà ru cháu. Cháu đó là người Việt mà lai Ấn rồi, mang cái bản sắc Ấn nhiều rồi, nhưng mà bà muốn giữ lại một số cái đó. Rồi cái lối sống trọng nghĩa khinh tài nữa, đặc biệt trong cái đại dịch Covid vừa qua, nhưng mọi người biết là bên Ấn Độ đang bị ảnh hưởng rất là nhiều, thì người Việt Nam mình đoàn kết lại. Trong cái bối cảnh hội nhập á, thì những cái giới trẻ là sẽ tiếp thu nhiều những cái tư tưởng là mới, nhưng mà lại là để mình cũng là hướng ra ở bên ngoài, chia sẻ là lan tỏa những cái giá trị đạo đức văn hóa của Việt Nam là ra cộng đồng thế giới là hết sức là cần thiết. Và cái điều này nó cũng đúng với lại những cái tiêu chí để là xây dựng cái cộng đồng văn hóa ASEAN nữa. Tôi cũng đề xuất là một số những cái ý kiến, ví dụ là tăng cường là giao lưu là văn hóa, rồi tổ chức là biên phiên dịch những cái câu nói là nổi tiếng, những cái giá trị của cụ Nguyễn Đình Chiểu, để là có thể là giới thiệu trong những cái website của các trường đại học ASEAN, hoặc là tổ chức những cái cuộc thi để cho lại các bạn sinh viên quốc tế mà học tiếng Việt á, là có thể là bình thơ, lại đọc thơ, lại ngâm thơ về cụ, cũng là thắt chặt cái tình đoàn kết là hữu nghị giữa là ASEAN.
Nguyễn Đình Chiểu là một nhà văn hóa lớn, nhà thơ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, nhà giáo của nhiều thế hệ, thầy thuốc tinh thông y lý, y thuật và nổi tiếng về y đức. Là một trong những người khai sáng và là tác giả tiêu biểu nhất của dòng văn chương yêu nước nửa sau thế kỷ 19. Ông đã góp phần nâng cao tầm vóc và ảnh hưởng của văn học nước nhà, là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, thương dân, ý chí kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống ngoại xâm, chống lại mọi cám dỗ về vật chất, đe dọa về tinh thần, thể hiện rõ khí phách hiên ngang của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và văn hóa. Đối với đạo đức, nhân cách của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, ông Lê Đức Thọ, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã nhận định: trong giai đoạn hiện nay, tấm gương yêu nước, sống gắn bó mật thiết với nhân dân, vượt qua khó khăn nghịch cảnh, đem tài năng và trí tuệ của mình tận tâm tận lực phục vụ cho dân, cho nước của ông trở thành mạch nguồn truyền thống tốt đẹp, luôn chuyển lưu, chảy mãi trên quê hương Bến Tre, quê hương đồng khởi anh hùng. Việc vận dụng phát huy những giá trị tốt đẹp của truyền thống ấy vào việc xây dựng, phát triển quê hương đất nước ở hiện tại cũng như trong tương lai là trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre nói riêng, Nam Bộ và cả nước nói chung. Từ năm 1975 đến nay, tỉnh Bến Tre luôn xác định phát triển kinh tế, xã hội trên nền tảng truyền thống văn hóa, nhân văn, chủ nghĩa yêu nước được trao truyền từ các bậc tiền nhân, trong đó có danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và tinh thần đồng khởi năm 1960, được nâng lên và xây dựng thành phong trào thi đua đồng khởi mới ngày nay, nhằm biến tinh thần đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào đồng khởi trong xây dựng quê hương, vươn lên thoát nghèo, làm giàu, xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng giàu mạnh và thịnh vượng.